Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Tiếp tục quay trở lại với con app đổi thưởng Big Boss thì đến hiện lại lên. Ở trong video này tôi sẽ chuyển sang chơi cái con game đó là đỏ đen và may mắn. Thì đúng với cái nghĩa đó là khi chơi game thì cái gì cũng cần phải có đỏ đen và may mắn, đúng không ạ? Ôi trời ơi, và phát thì đen đã hút rồi anh em ạ. Ok, thì với số 4 tôi này thì vào đây chơi thì cũng đặt ra mục tiêu và thử thách là kiếm lên đến độ 20 củ thôi là tôi nghĩ anh em ạ. Rồi thì tay đầu tiên vào đánh bên đỏ cho nó đỏ anh em ạ. Và làm một tí cho nó may mắn, đúng không? Đấy, có đỏ, có đen và có may mắn. Hy vọng là đỏ và may mắn sẽ đến với tôi tiếng đầu tiên này. Rồi, quá là ok. Mặc dù là đôi này đôi ác nhưng mà tôi gọi là thử may mắn thôi, chứ còn thực ra là đánh vào đôi vào đây thì nó cũng ăn bằng ở bên ngoài, tỷ lệ như nhau. Con này đến 50 thôi. Nếu mà nó ra xám hoặc thùng phá sảnh đây thì nó mới to anh em ạ. Con này đánh đen này, đánh cầu đi 1-1 nhá. Ôi giờ đôi 10 rồi. Đấy, lại đôi. Tóm lại là hai phát đánh cả đỏ, cả ở bên ngoài lẫn là may mắn đều được ăn cả anh em ạ. Quá là tuyệt vời đúng không? Rồi, lại làm phát vào ô may mắn này 5 xịt. Hy vọng là nó vào cái mẹ chỗ nhân 5 nhân 10 này thì ngon anh em ạ. Ôi trời ơi, con này không được rồi. Con này mất mẹ nó nằm sụp vào đây rồi anh em ơi. Đấy. Ok, thì link tải và link nhóm nhận lộc mình có để dưới phần mô tả nhá. Anh em nào muốn chơi trải nghiệm và kiếm tiền thì tải về chơi thôi. Đấy, hút rồi, đang đi cầu một em ơi. Mẹ lên đây, cùng phá sảnh hay là sám phát đi. Bài lẻ. Ôi trời ơi, mất 5 chủ đây. Ok, con này là bánh đỏ này, bánh cô may mắn đi. Sảnh thì nhân 2, thùng nhân 3, thùng phá sảnh thì nhân 5 anh em ạ. Đấy, hy vọng nó ra mẹ thùng phá sảnh thôi cũng được. Yeah, thùng phá sảnh 1 lít đây được 5 lít. Ôi giời ơi, toang rồi, toang cả trong lẫn ngoài rồi. Lên đâu 1 2 3 4 tay gãy luôn một tay. Ok, con này trực tiếp bên đỏ không sao nhá. Đấy, đánh số lẻ ở đây được, hy vọng là cầu 1-1 thì gãy một tay thôi anh em ơi. Ôi đôi rồi, khá là ok đấy. Đấy, ăn cả trong lẫn ngoài luôn, đôi thì nhân 1 thôi anh em ạ, coi như là mình đánh ở ngoài. Thôi con này bỏ ngay cái ô may mắn đi để cho nó ra. Hy vọng là hút tiếng này đây nha mấy. Lên là lên luôn. Ôi giời ơi, 5. Ôi giời ơi, ý nửa giả của 5 nữa thì ngon. Cầu 22 rồi. Mới đầu cầu 22. Đéo biết phải cầu 22 không nè. Bắt đầu cứ đánh mẹ vào đây đi, cầu 22 đi. Biết đâu là cầu 1, 2, 3 mới đâu. Bài lẻ. Rồi, chính xác. Bắn khoản mãi nha mà. Định không đánh tiếng này để xem cầu kèo nó ra thế nào. Chuẩn bị. Bắt đầu thử. Ok, thôi đánh cầu 22 đã. Bao giờ là mà nó không theo cầu, không theo quy luật nữa rồi thì mình tính tiếp anh em ạ. Lên cái đi xem nào. Bài lẻ. Ui giời. Bài lẻ đen thắng. Nên đéo lên đôi. Đấy, nói chung là đánh vào đôi để cũng hào ghê nha mà. Đôi lúc nó không ra là cũng mẹ nó hào phết đấy. Ok. Đừng có bảo con này lên mẹ này bẹt lên đen đi kiểu dạng cầu 1, 2, 3 này. Dễ lắm. Thôi đỏ đi, nói mùi thôi đỏ đi. Bài lẻ, đỏ thật. Em ngon như này. Thôi, quả này bánh chốt lại, quả này nghỉ luôn này nha mà. 5 lít. Đấy, 6 lít. Đấy, giờ con này hút quát là lên 20 củ là đúng như cái mục tiêu ban đầu rồi nha mà. Chơi luôn luôn phải có mục tiêu. Mặc dù là cũng có lúc được lúc thua, không phải là chơi lúc nào cũng được cả nha mà.
không phải lúc nào thua cả, đúng không? Rồi ok, cuộc chơi nào cũng có lúc dừng thôi. Và mục tiêu của tôi là lên đến 20 triệu là tôi sẽ nghỉ. Hôm nay tôi cũng vào đây chơi khá là may mắn rồi, cũng đạt được cái mục tiêu đó rồi. Hôm nay tôi sẽ tạm dừng video đây. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé. Anh em mà xem video mình thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho mình. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.